Selena Gomez quyết định giải nghệ, thực hư nguyên nhân. Sáng nay ngày 10 tháng 3, Selena Gomez đã tuyên bố về việc cô chuẩn bị giải nghệ, chuẩn bị ra mắt album cuối cùng trong sự nghiệp. Thông tin trên khiến người hâm mộ toàn thế giới không khỏi hoang mang và tiếc nuối khi chứng kiến Selena Gomez có thể sẽ giã từ âm nhạc ở độ tuổi còn trẻ đến như vậy. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Xuất hiện trên trang bìa số tháng 4 của Vogue, Selena Gomez đã ước mở về khả năng sẽ giã từ sự nghiệp âm nhạc của mình. Thật khó để tiếp tục hoạt động âm nhạc khi mọi người không coi trọng việc coi trọng bạn là cần thiết. Đã nhiều lần tôi đã tự đặt câu hỏi, vấn đề là gì? Tại sao tôi tiếp tục làm điều này? Bản thân tôi cảm thấy Lose You To Love Me là bài hát hay nhất mà tôi từng phát hành. Và đối với một số người, nó vẫn chưa đủ. Nhưng cảm ơn vì những lời nhận xét đó mà tôi vẫn tiếp tục. Nhưng sau khi thực hiện một album nữa, mọi chuyện sẽ khác. Tôi muốn thử lại một lần cuối trước khi tôi có thể từ giã âm nhạc. Tiết lộ này của nữ ca sĩ đã và đang gây sốc với các fan trên toàn thế giới. Có thể thấy, việc nhiều khán giả không nhìn nhận những sản phẩm âm nhạc của Selena một cách nghiêm túc, dù cô đã rất nỗ lực, đã khiến nữ ca sĩ tổn thương. Sắp tới, sau khi thực hiện album cuối cùng để tạo ra một phép thử, cô có thể sẽ cân nhắc hiệu ứng để đi đến quyết định giải nghệ hay không. Selena Gomez có một sự nghiệp âm nhạc vô cùng thành công với loạt bản hit để đời, và tất nhiên, khán giả vẫn còn muốn thấy Selena Gomez đi đường dài hơn với âm nhạc. Ở tuổi 28, Selena Gomez có 3 album vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, 18 giải thưởng Teen Choice, giúp cô ấy trở thành nghệ sĩ được trao giải nhiều thứ năm lịch sử. Hơn 5 tỷ lượt nghe trực tuyến bài hát tại Mỹ, theo dữ liệu MRC, và 215 triệu người theo dõi trên Instagram, có thời điểm là người theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này. Tuy nhiên, thực tế Selena Gomez đã bước chân vào showbiz từ rất nhỏ. Bên cạnh đó, cô nàng còn có khả năng diễn xuất giỏi, thậm chí mới đây nữ ca sĩ đã đảm nhận một vai trò CEO của một thương hiệu mỹ phẩm. Nhiều người dự đoán rằng chắc có thể Selena Gomez đang muốn tập trung hơn vào lĩnh vực diễn xuất và kinh doanh nên mới quyết định kết thúc sự nghiệp âm nhạc. Hiện tại, hashtag We Love Selena đang là top thịnh hành Twitter và nhiều ý kiến nói rằng sẽ luôn ủng hộ cô nàng ở bất kỳ lĩnh vực nào. Selena Gomez vẫn đang tích cực quảng bá cho album mới nhất sau thời gian dài vắng bóng. Trở lại sau thời gian dài, khán giả nhận xét nhan sắc của nữ ca sĩ đã lên hương trông thấy, càng ngày càng quyến rũ và sang chảnh. Visual của Selena đã trở thành chủ đề được chú ý trên mạng xã hội nhiều ngày nay. Và tất nhiên không dừng lại ở đó, hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ chụp cùng cô bạn thân tiếp tục thu về sương sương 3 triệu lượt thả tim trên Instagram. Khác hẳn với hình tượng sexy và bánh bèo thường thấy, Selena Gomez diện bộ đồ hầm hố, đầu tóc buộc rối và còn trang điểm đậm chất cá tính. Cô nàng như lột xác hoàn toàn với phong cách mới lạ này. Đáng chú ý hơn cả, dù bé tí hon khi đứng cạnh cô bạn khổng lồ, mỹ nhân đình đám 9X này vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight, nổi bật bật với style chất chơi và sang chảnh thế này. Những ngày đầu năm 2021, Selena Gomez chuẩn bị ra mắt EP bằng tiếng Tây Ban Nha đầu tiên trong sự nghiệp, Relation. Như một cách cô tìm về cội nguồn quê hương, âm nhạc của Selena Gomez qua mỗi năm càng được đánh giá cao hơn qua cách chọn bài hát vang mình, vẻ đẹp ngày càng mặn mà.